Ok, hello, xin chào các bạn đến channel của mình nhé. Hôm nay mình sẽ mở hộp tiếp một sản phẩm là một cái kệ đính tường ở trong nhà tắm để bỏ xà phòng các kiểu lên á. Mình cũng mua trên Shopee nhé. Không biết là dán này vào trong nhà tắm thì có hơi nước á, không biết là nó có chắc không. Trên mạng là rất nhiều người mua cái sản phẩm này nhé. Đóng gói rất là kỹ nhé. Em đặt là đây là hai cái luôn. Hai cái để hai phòng. Shop mà đóng gói kỹ quá. Bỏ đường. Dán cho shop. Này. Đây là sản phẩm của chúng ta nhé. Xem nào. Xem hướng dẫn nha. Hướng dẫn này. Lau sạch bề mặt này. Dán tấm này vào. Dính như thế nào nhỉ các bạn nhỉ? Mình xem nào. À đây. Này như là để như này để chúng ta treo khăn mặt ở đây này. Đây như các bạn nhớ để ý đây là cái miếng miếng dán và tường của nó nhé. Đấy, mình cứ tưởng cái giấy mình bị quăng. Đấy, cái này là dán vào tường này. Dán vào tường xong rồi ghép vào đây này. Mọi người hay gắn vào đây, sẽ dính vào tường nha. Đó, đó, như thế này này. Đấy, cái này gắn vào đây, các bạn gắn vào đây. Còn cái này chúng ta gắn vào đây. Cái này chúng ta có thể di chuyển được nhé. Đó. Đấy cũng vậy. Đó. Cho mình ba cái này nhỉ. Cái này có 4 cái nhé.
4 cái này, bên này có 2 cái. Người da thiếu 2 cái gì nha. Đấy. Thôi rồi giờ mình sẽ vào trong nhà tắm và lắp thử cho các bạn xem nha. Ok các bạn, đã, sau khi mình lắp xong mình sẽ xem như thế này nhé. Đây các bạn xem. Cũng khá là chắc chắn này. Các bạn nhớ miết nhé. Để xong miết cái này cho nó dính thật chặt nha. Nên để ít đồ thôi, vừa phải đồ thôi. Thì bạn nào quan tâm thì link sản phẩm mình sẽ để phía bên dưới nhé. Bạn kết mua. Rồi, cảm ơn các bạn.